vào trong đấy à, giao việc cho thợ xong là lượn lò đi thẳng ngó tí. Như bạn giỏi bán đấy chứ nhỉ. Như con bạn ấy nó chả làm gì, thằng chồng nó cứ mua đất để bán. Có khi à, cứ đến đâu là hết đến đấy. Bán hơi giỏi. Như kiểu làm trong nghề bán nó dễ hơn. Em có sẽ là có như cái đất nhà chị làm bây giờ. Như cái đất nhà chị làm sở đỏ ấy bây giờ tốn lắm. Tại vì ngày xưa ấy đất nó rộng 300 mấy mét vuông ấy, xong cái chủ cũ thời ngày xưa để khai cho nó bớt thuế đất đi thì nó khai được khoảng hơn 200 mét thôi. Thế là hơn 100 mét đấy, nếu mà bây giờ ra làm sổ đỏ là mình phải mua lại của nhà nước bây giờ với giá bao nhiêu tiền đấy, cũng mất nhiều tiền. Ngày xưa mua thì biết gì, cứ biết là biết mỗi cái giấy là tôi mua của ông biên giới từ chỗ nọ đến chỗ kia. Bây giờ có khi còn đi đo lại cẩn thận đi chứ. Và bán rẻ đi thì cũng bán được thôi. Người ta làm quen rồi thì người ta vẫn mua được luôn, đúng không? Có cửa. Để mà ở thì cái khu trên này cũng được này, nó không bị ngập lụt các thứ, nó an ninh, nó sạch sẽ, không bị mưa gió, không bao giờ bị ngập gì. Đấy, mạn dưới nó ngập, mạn phố ấy. Còn cứ để ở thì ở trên khu trên này cũng được.